Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha, đã xem video bán dây số của em nha, bán dây số kim gỗ nha anh chị. Rồi hôm nay là thứ sáu ngày 10/11/2023 nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Cho anh chị ở gần khu vực này có mua dây số thì có thích số nào thì hãy tả ngay chỗ mà địa điểm của em bán mua nha anh chị. Đó, số giờ live bữa nay thứ sáu. À, mai thứ bảy chủ nhật là số nhiều. Ở số đầu tiên là 63 này, số 72 này, số 81 này, số 90 này, ba số 4 rất đẹp này, số 35 này, số 26 này, số 17, số 08, số 94, số 76, số 353. Số 53 rất là đẹp nha. Số đây cũng đẹp nè, 20 nè. Đầu tại Thiên Quế này có 40 tà nè, một sắp 20 tà nè, 31 nè, từ 0 đến 2 số 0 tới 2 số 0, 2 số 1, 2 số 9 nha anh chị. 20 tà. Đó, chúng ta nếu mà trúng thì số 13 nè, Ninh Thuận nha, 31 nè, 13, 31. Số cũng đẹp đó nha mà. Đó, 136. Hai mươi tờ, nếu mà nhiều người mua 20 tờ luôn nha anh chị. Nhiều người mua 20 tờ luôn, 20 tờ trúng 4 tỷ. Với 16 tờ kia nữa. Đó. 16 tờ kia nữa thì tóm 5 triệu nữa. 4 tỷ tóm 5 triệu. Thì anh chị mình xem video của em, anh chị ở khu vực này nè, anh chị muốn mua dây số thì điện thoại cho em nha, hoặc là tới mình lấy số nha anh chị. Và em giữ số cho anh chị lấy trước giờ là 5:20 nha. Nhiều anh chị mình xem video chắc là nghĩ là em quay như thế này chắc ít có người xem mà vẫn quay hoài. Có cái lý do của mình. Của em nha quý vị. Quay thứ nhất là em giữ lại, em coi thử trong ngày nó trúng không. Em cũng thích là xem những cái số mà em quay lại trong ngày em bón có trúng không. Cái thứ hai là cái kênh YouTube em có hai kênh lận mà em không có thời gian đi quay, cho nên là em không biết quay gì, chứ quay vé số như giữ cái kênh của mình thôi, để nếu mà để lao quá không quay thì nhiều khi cái kênh nó cũng có thể bị tắt kiếm tiền đó, nên em quay cho vui. Anh chị nào mình rảnh thì xem cho vui, hoặc là anh chị ở khu vực này mình xem được thì mình thích cái số nào mà em đưa lên anh chị ân thì anh chị điện, hoặc là anh chị tới lái không sâu đó. Mục đích của em là chỉ có hai kênh YouTube mà không biết quay cái gì, nên quay lên cho anh chị mình xem thôi. Em quay em nói cái này là ngoài cái bán vé số nha anh chị cũng tham khảo nha. Không biết quay gì thì quay cho nó có cái gì đó để đưa lên mà giữ cái kênh của mình, để sau này em rảnh, em lớn tuổi, em già không biết làm gì em sẽ lồn. Lớn tuổi em nghỉ hưu sớm em lồn. Bây giờ này em sẽ quay cho số này hàng ngày cho nó vui thôi, cho quay vậy thì không có tiền nhiều. Hồi xưa em đi quay em làm nhiều thứ, em xin số rồi rất là có tiền. Còn khó thì cũng được là khoảng 100 đô, nhưng mà lúc này thì quay cái này ít tiền quay lo má. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác nha, đã xem cái video của em nha. Chúc anh chị cô bác là ai cũng được khỏe mạnh và phát tài nha.